Sau khi ta nhập Niết Bàn, tất cả chúng sanh, hoặc thiên thượng hay nhân gian, được xá lợi của ta mà vui mừng thương cảm, cung kính lễ bái cúng dường, thời được vô lượng vô biên công đức. Này A Nan, nếu thấy xá lợi của Như Lai, thời là thấy Phật là thấy Pháp là thấy Tăng là thấy Niết Bàn. A Nan nên biết rằng do nhân duyên trên đây mà Tam Bảo thường trụ không biến đổi, có thể làm chỗ quy y cho tất cả chúng sanh. Tứ chúng nhân thiên đem xá lợi của Như Lai đựng trong bình Thức Bảo, xây dựng tháp Thức Bảo để cúng dường xá lợi, có thể làm cho chúng sanh được công đức lớn, lìa khổ ba cõi đến vui Niết Bàn. Trong bao kiếp tu hành.